Đang phát xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn bộ cần cao ISO. ISO khuyên nhỏ này. Gồm máy AX 2500 và cần GB kép. GB kép khuyên nhỏ này 36. Khuyên cần vàng kem và màu đen, hai màu tông màu chính của cần. Khuyên đá mạ vàng. Đây mát gà máy lại. Chuôi cần. Cần rất đẹp. Đấy, 2500 đấy, quả Simlo sản xuất các bạn. Máy này hai vòng bi, Simlo sản xuất các bạn. Tiếp đến là cước trà xanh màu xanh của Simago sản xuất. Và một hộp bằng lưỡi. Các bạn dùng câu đơn. Và khóa linh, chì và thanh cuốn chì. Chì viên và chì lá. Phao, các bạn câu lưỡi đơn đây, phao câu bành của chép vào câu này, và câu đài hỗ trợ máy cũng có thể câu gọi phao này. Đây, chọn bộ cho bạn xem. Vừa rồi thì đang vệ sinh giới thiệu các bạn bộ cần ISO khuyên nhỏ. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Phát Sinh.